Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại quả, đó là quả nhàu rừng nhé. Đây là quả nhàu rừng này các bác này. Còn bên này là nhàu trồng này. À, quả nhàu trồng rất là to các bác nhé. Còn quả nhàu rừng nó rất là bé. Đây là nguyên quả như này, nó bé như này. Còn đây là cái nhàu trồng nó phải thái bổ đôi ra các bác nhé. Nó to hơn khoảng tầm 4-5 lần đấy. Mà nó cũng dài hơn các bạn. Còn nhàu trồng, nhàu rừng rất là bé, còn nhàu trồng rất là dài, to hơn. Thì bên em chuyên cung cấp cái nhàu rừng này và nhàu trồng này và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng. Các bác cần loại nào thì có thể liên hệ cho em, các đồ ngâm rượu hoặc là nhắn tin Zalo cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc đến nơi các bác kiểm tra thanh toán thôi. Thì đây em xin giới thiệu là đây là nhàu trồng này, còn đây là nhàu rừng các bác nhé. Quả nó bé này, cái mắt của nó thì cũng gần gần giống nhau các bạn đấy. Còn cái quả nhàu trồng này thì nó dài hơn, dài miếng hơn và nó to hơn. Thì hai loại này mùi vị nó cũng khác khác nhau các bác nhé. Loại này thì nó sẽ có mùi khai hơn, còn nhàu rừng thì đỡ khai hơn, còn nó vẫn có vị chua rồi hơi chát chát các bạn ạ. Chát thì các bác cần loại nhàu rừng hoặc nhàu trồng thì bên em đều cung cấp đủ các bác nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái quả nhàu rừng này. Nhàu rừng có tác dụng điều trị đau nhức xương khớp, đau lửa đầu này, giảm đau này, chống viêm này, trị hen suyễn này, tốt cho chức năng tiêu hóa này, tác dụng nhuận tràng chữa táo bón này, tác dụng điều kinh này, điều trị băng huyết này, bạch đới này, tác dụng điều trị bệnh tiểu đường này, hạ huyết áp này, làm đẹp da này, trị mụn cóc bằng cách bôi lên da này, và tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe, bồi bổ sức đề kháng này và ức chế tế bào ung thư các bác nhé. Cách sử dụng thì các bác có thể ngâm rượu hoặc là nấu nước uống đều được. Ngâm rượu thì 1 kg này mình ngâm ấy khoảng tầm 5 lít rượu 40 độ và sau khoảng 2 tháng là sử dụng được. Còn nấu nước thì mình sử dụng khoảng 3 đến 50 gram dưới dạng nước sắc rồi mình dùng uống thay nước lọc hàng ngày. Các bác có thể là ngâm rượu hoặc là nấu nước uống đều được. Thì cái nhàu trồng thì cũng tương tự như vậy, các bác có thể ngâm rượu hoặc là nấu nước uống đều được. Cái cây nhàu rừng thì nó bé hơn các bác nhé, mà nó sống thành bụi. Còn nếu mà nhàu trồng thì nó sẽ là trồng từng cây một thôi, còn lại này nó sống thành bụi luôn, lá nó cũng dài hơn, lá nó dài hơn và nó bé hơn các bác nhé, cái chiều rộng của nó hẹp hơn. Còn nhàu rừng thì cái lá nó to hơn. Các bác cần nhàu rừng hoặc nhàu trồng thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt.